Xin chào tất cả mọi người, em là Tình Hàng Bãi ở tại Kon Tum các bác nhé. Nay em lên cho các bác hai con bếp tựa đơn đó, có hiệu là KZBH31, KZBH33. Thì 31 và 33 thì nó khác nhau ở cái màu thôi các bác. Đấy, thì con này thì là màu đen, con này là màu trắng. Thì nói chung là nó đều là hai con bếp tựa đơn hết các bác nhé. Đấy, Panasonic, hiệu Panasonic các bác nhé. Con này là Panasonic này. Công suất điện áp mục sử dụng là 1000, điện áp sử dụng 100V, công suất là 1400W các bác nhé. Đấy, 1400W. Thì bếp này nó có các tính năng là hẹn giờ này, đấy, chiên xào này. Các bác nấu những con bếp này rất là ok, những con banana này thì cực kỳ ngon này, lành tính, ít lỗi các bác nhé, ít lỗi. Đấy, thì những con banana này thì các bác là thấy này, nó rất là sang. Đấy, cái mặt nó rất là đẹp, mặt nó rất là đẹp nhé. Banana, banati thì mặt rất là đẹp rồi các bác. Rồi, những con bếp như thế này thì em đang bán với giá phân phối cho các bác là giá là 1.400.000 các bác nhé. Chuyển khoản bao ship toàn quốc. Đấy, bao ship toàn quốc các bác, bảo hành cho các bác là 1 tháng. Thì đây là những con bếp đơn cho các bác sử dụng ở nhà nấu ít này. Thứ nhất là nấu ít này. Thứ hai là các bác nào mà muốn tiết kiệm điện thì những con bếp này rất là tiết kiệm điện các bác nhé. Tiết kiệm điện cực kỳ luôn. Đấy. Ăn lẩu này, nướng này, đỡ bị gió thổi quạt bay rồi tắt mất cồn rồi này kia. Đấy, thì bếp từ nó xử lý được hết đấy, nhưng mà mất điện thì chịu nha các bác nhé. Mất điện thì chịu, nói thẳng luôn, mất điện thì chịu rồi. Đấy. Còn những con như thế này thì các bác về dùng thì không biết bao giờ cho hư. Những bếp từ như này dùng không biết vào hư các bác nhá. Đây là toàn bộ là bếp của em, là bếp xài lướt, em có hai màu, màu đen và màu trắng. Đấy, em còn mới con nữa cơ chứ không phải ngần này đâu bác. Đấy, hàng bếp từ này em còn rất nhiều nhá. Bác nào lấy thì alo em nhá, giá là 1.400.000 một con. Hàng Panasonic này các bác nhá. Hàng Panasonic này chỉ giá là cứ 1.400.000 một con. Bác nào lấy thì alo em nhá. Hàng đây là toàn hàng xài lướt thôi, mới cực kỳ mới luôn. Đấy, mới cực kỳ mới luôn các bác nhá. Mới bóng lưỡng luôn các bác nhá, yên tâm là như thế. Đấy, yên tâm một điều là những con này thì các bác về bà xã không thể chê được một tí nào rồi. Đấy, không thể chê được một tí nào các bác nhé. Dòng này nó rất là lành tính và nó bền. Chế độ chiên xào nấu nướng là đủ thứ trên con bếp này. Đó. Rồi, giá là 1.400.000. Bác nào có nhu cầu thì cứ alo em nhé. Đấy, alo vào số điện thoại của em. Bếp bảo hành cho các bác 1 tháng nhé. Đấy. Chỉ bảo hành trong cái trường hợp mà cắm đúng điện thôi nhé, cắm nhầm điện thì các bác tự chịu nhé. Đấy, rồi, bác nào có nhu cầu thì alo vào số điện thoại giúp em nhé. Rồi, số điện thoại em sẽ để phần tiêu đề video. Thì có những con bếp này nó rất là mới này. Đấy, nó còn bám vân tay luôn các bác. Cái kính của nó bóng quá, nó bám vân tay luôn. Bác nào có nhu cầu thì alo em nhé. Cảm ơn cả bác xem video của em, nhớ cho em xin một like, đăng ký kênh ủng hộ nhé. Chào các bác ạ.